Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thạch phô mai. Thì cách làm như sau, thì mình ở đây mình sẽ dùng phô mai con bò cười. Rồi mình sẽ cắt phô mai vào trong khuôn đựng trước. Các bạn có thể cắt lớn và cắt nhỏ tùy ý các bạn ha. Rồi, sau khi xong thì mình sẽ cho thêm 5g thạch giao câu cá dẻo ha. Sẽ 5g giao câu cá dẻo, mình sẽ vào đây. Rồi, mình sẽ cho 5g. Rồi, tiếp tục mình cho 200g đường. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều trước nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ vô nồi. Rồi mình sẽ cho 500ml nước sôi. Rồi các bạn khuấy đều lên một cái ha. Sẽ khuấy đều. Sau khi khuấy đều xong mình sẽ bắt bếp mình nấu. Rồi các bạn để lửa riu riu thôi nha các bạn. Rồi lúc nào mình cũng khuấy hết, không là tránh tình trạng bị khét. Rồi sau khi các bạn quậy, các bạn thấy cái bột gần sệt ha, thấy nước bước vào câu sắp sệt là chúng ta sẽ ngưng nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đổ, mình tắt bếp ha, mình sẽ đổ khoảng 250g da ca nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ chế vô. Rồi sau đó các bạn để ngay chính giữa, mình đổ chảy đều luôn nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ gài lại ha. Rồi các bạn đè mạnh lên nha. Rồi cái còn lại mình sẽ tiếp tục, mình sẽ làm một cái màu khác. Mình sẽ làm màu xanh. Mình sẽ cho 30ml siro bạc hà. Rồi mình sẽ đổ trực tiếp vào ca luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ đổ vô còn lại. Rồi mình sẽ tiếp tục, mình sẽ làm màu xanh. Rồi sau đó mình để chính giữa, mình đổ luôn nha các bạn. Các bạn đổ độ khoảng gần nửa khuôn. Rồi sau đó mình sẽ đậy lại. Rồi các bạn cứ đè mạnh xuống ha. Rồi tôi đã hoàn thành cách làm thạch phô mai màu trắng và màu xanh. Thì ở đây các bạn muốn cho màu nào thì mình sẽ cho siro theo màu ha. Và khi các bạn đã đổ để cho nó nguội, nó mát xong các bạn bỏ vô tủ mát. Hẹn gặp lại các bạn vào học tiếp theo.